xin mến chào bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá lúa gạo mới nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bụi thu, chúng mùa được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Xin cảm ơn bà con thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều giữa các địa phương, khi một số nơi ổn định còn một số lại tăng cao. Đáng chú ý, các loại phụ phẩm gạo hiện đang đứng ở mức cao hơn từ 700 đến 1.500 đồng so với đầu tháng 9/2021. Đây cũng là một tuần lễ có nhiều tín hiệu vui cho bà con nông dân vì giá lúa liên tục tăng cao. Tại Kiên Giang, giá lúa tươi được thương nhân mua từ 200 đến 300 đồng một ký so với đầu tuần này. Cụ thể IR 50404 tăng 200 đồng lên 4.900 đến 5.000 đồng một ký. OM 5451 tăng 200 đồng lên 5.300 đến 5.400 đồng một ký. Đại thơm 8 tăng 300 đồng lên 6.100 đến 6.300 đồng một ký. OM 18 tăng 100 đến 200 đồng lên mức 6.200 đến 6.400 đồng một ký. Giặc min tăng 300 đồng lên mức 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Trong khi đó tại An Giang, giá lúa tiếp tục giữ ổn định gồm IR 504 tươi 4.500 đến 4.700 đồng một kg, Lúa OM 9582 tươi 4.800 đến 4.900 đồng một ký. Đài thơm 8 5.700 đến 5.800 đồng một kg, OM 18 giá 5.600 đồng một kg, Nàng hoa 9 giá 6.000 đến 6.100 đồng một kg, Lúa nhật 7.500 đến 7.600 đồng một kg, Nếp bỏ khô 7.000 đồng một ký. IR 5, 000... IR 50404 khô 5.500 đồng 1 kg, nàng nhanh khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Hai giống lúa OM 5451 và 6976 sau khi điều chỉnh hôm qua nay cũng đi ngang lần lượt là 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg với giống OM 5451 và 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg với giống OM 6976. Theo thống kê của ngành nông nghiệp An Giang, tính đến ngày 13 tháng 10, Tỉnh này đã thu hoạch được 12,7 ngàn hecta lúa thu đông, đạt 7,9% diện tích giao trồng, năng suất ước tính đạt 5,2 tấn trên một hecta. Với giá gạo sau phiên điều chỉnh tăng nay giữ giá ổn định, cụ thể gạo nguyên liệu IR 50404 ở mức 8.300 đến 8.350 đồng một ký. Gạo thành phẩm IR 9.250 đến 9.300 đồng một ký. Các loại phụ phẩm như tấm tấm loại 1 ER 50404 ở mức 7.700 đến 7.800 đồng một ký và cám vàng ở mức 7.600 đến 7.700 đồng một ký. Mặc dù giữ giá nhưng so với đầu tháng 9 thì phụ phẩm đã tăng bình quân từ 700 đến 1.700 đồng một ký. Đối với gạo bán lẻ tại các chợ của An Giang hiện giá ổn định. Gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng một ký, gạo nàng nhang 20.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng một ký gạo hương lài 18.000 đồng một kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng một ký, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng một kg, sóc thái 18.000 đồng một kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng một kg, giạc pin 15 đến 16.000 đồng một ký, nàng hoa 16.500 đồng một ký, chấm cám 8.000 đồng một ký, gạo nhật là 20.000 đồng một kg. Trên thị trường xuất khẩu sau phiên điều chỉnh tăng ngày 12 tháng 10, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đi ngang gồm gạo 5% tấm 438 đến 442 USD trên 1 tấn, gạo 25% 413 đến 417 USD trên 1 tấn, gạo 100% tấm 338 đến 342 USD trên 1 tấn, gạo giặc min có giá từ 573 đến 577 USD trên 1 tấn. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về bảng giá lúa cho bà con tham khảo trong những ngày cuối tuần này

lúa OM 5451 lúa tươi 5.300 đến 5.500 đồng một kg lúa đài thơm 8 lúa tươi 6.000 đến 6.300 đồng một kg lúa đài thơm 8 lúa khô 7.000 đến 7.000 lúa đài thơm 8 lúa khô 7.200 đến 7.400 đồng một kg lúa nàng hoa lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng một kg lúa RVT lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng một ký lúa RVT lúa khô 6.600 đến 6.800 đồng một ký, lúa ST24 lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng một ký, lúa ST24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng một ký, lúa thơm Đài Loan lúa tươi 6.500 đến 6.600 đồng một ký, lúa Hương Châu 6 lúa tươi 4.800 đến 5.000 đồng một ký, lúa Nhật DS1 lúa tươi 5.300 đến 5.600 đồng một ký. Lúa nhật ds1 lúa khô 7.500 đến 7.700 đồng một kg lúa nàng nha khô 12.000 đồng một kg nếp vỏ tươi An Giang 4.600 đến 4.800 đồng một kg vỏ khô An Giang 5.800 đến 6.200 đồng một kg nếp vỏ tươi Long An giá 4.800 đến 5.000 đồng một kg nếp vỏ khô Long An 6.800 đến 7.000 đồng một kg lúa giặt minh lúa tươi 6.100 đến 6.300 đồng một kg

Lúa VNR20 lúa tươi 5.700 đến 5.900 đồng một ký. Lúa ST25 lúa tươi 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin tế hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con được nhiều sức khỏe vụ mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.